Nóng quá trời quá đất. Chú Ba ơi. Ơi. Chú Ba. Sao hả? Chú Ba. Dạ rồi. Dạ. Ba có chuyện gì vậy? Chú này, đâu phải có chuyện mới qua đây đâu. Hôm qua đây là con kiếm chú sẵn hỏi thăm sức khỏe vậy thôi. Khỏi. Tao rành mày nhất cái sớm này luôn. Mượn tiền. Hả? Ê. Dạ. Cái tiền cũ chưa có trả đó. Chú ơi, tại vì con chưa lãnh lương. Con mà lãnh lương hả là con trả cho chú luôn. Chừng nào lãnh lương? Tháng sau. Tháng sau. Vậy để tháng sau mày xài luôn. Mày mượn chi cho nó dồn lại cho mệt vậy. Tháng này con kẹt con mới qua mượn chứ bộ. Bữa nay là một cái ngày rất quan trọng với cuộc đời của con. Cơm áo gạo tiền hả? Không. Cái gì? Bữa nay là ngày kỷ niệm mà hai vợ chồng con gặp nhau lần đầu tiên á. À. Đó cho nên là con muốn là qua đây con mượn tiền chú để con đi mua quà, mua hoa về tặng cho vợ con để vợ con bất ngờ. Vợ chồng mày bày đặt màu mè hoa lá hẹ chi vậy? Mày chỉ cần làm mày đưa tiền cho nó là nó ok rồi. Trời ơi, chú không biết gì hết. Bây giờ mình phải mua quà mình tặng để mình hâm nóng cái tình cảm của mình lại. Mình để lâu quá nó đã bị hơi nguội rồi. Hiểu không? Đó là mình con gái người ta rất là thích sự ngọt ngào nè, thích sự lãng mạn nè. Đó mình là phải nhỏ nhẹ với người ta, mình phải tặng hoa, tặng quà thường xuyên thì người ta mới vui vẻ trong người được. Ê, sao mày còn nhỏ mà sao mày cao thâm với như mày? Dạ. Ủa thiệt vậy hả? Dạ. Vợ chồng mà cũng cần phải tặng quà, cũng cần phải nói lời ngọt ngào vậy mới được hả? Ủa nói vậy là chú không biết gì luôn hả? Không, nào giờ tao mấy chục năm nay tao không có nói cái lời ngọt được. Hèn chi. Hèn chi gì? Ủa mà có thiếp nhà không chú? Bả đi rồi. Chắc không? Chắc. Con thấy hả, thím lúc nào hả là cũng mặt mày hả là cao có với chú hết. Ví dụ câu tao nghe coi. Thì đó giống con. Hả? Mua hoa, mua quà tặng. Hả? Tạo bất ngờ, tạo điểm nhấn. Bởi vì sao? Phụ nữ con gái là lúc nào người ta cũng có một cái điểm yếu. Mình phải biết được cái điểm yếu đó mình nắm bắt. Đó. Em mà chỉ tao một chiêu coi. Cái câu nói nào sao cho nó dịu dàng. Tao nào giờ cục mịch quen à. Trời ơi, chú không biết chiêu nào luôn. Không biết. Vậy mà chú cũng lấy được vợ hay thiệt chứ. Giỡn hoài mày. Hả? Hồi xưa là tao là nhất dùng này mày giỡn hoài mày. Đẹp trai con nhà giàu giỡn hoài. Đẹp trai con nhà giàu giỡn hoài. Thì đó bây giờ ví dụ như mà thím về. Rồi. Chú chạy tới nắm tay lâu vô nhà. Quánh à. Cất thở chú. Sao mày kêu dùng cái từ lâu chứ ghê quá. Vậy thì dắt vô nhà. Đó ờ à, dắt vô. Nhìn thẳng vô mặt. Làm gì? Đắm đuối. Nói lên ba chữ. À nhiều chữ hơn đi. À. Nhìn vô nói. Anh yêu bé heo lắm. Anh bé heo là vợ con nha. Chú nói là anh yêu vợ chú lắm. Vậy đó. Đây còn trẻ thì phải làm ba cái trò mèo nữa. Tao làm cho mày dí mày quánh. Nó nghi tao có bồ hay về có lỗi làm bậy. Trời nghi cái gì chú đa đon có. Bây giờ cái đó là hâm nóng tình yêu. Chú không làm thôi giờ. Chú cho con mượn 500 ngàn để con về hâm nóng tình yêu của con đi. Ủa dòng do tâm quốc vẫn nhớ mượn tiền luôn. Dạ. Chờ chú đi. Tao vô tao lấy cho. Dạ. Năm trăm tiền mồ hôi nước mắt á. Nhớ là tháng sau có lương trả. Còn biết rồi, tháng sau còn thiếu 500 kia là chẳng chịu luôn. À. Có 200 đây nữa, ông cho mượn 200 nữa đi. Thôi khỏi, hết rồi. Hết hả? Hay quá. Như đây đủ rồi, cảm ơn chú nha. Nhớ nha, phải hâm nóng tình yêu của mình lại. Hâm nóng tình yêu. Dạ, đừng để cho nó nguội. Dạ nha. Con đi nha chú. Cái nhỏ nhỏ mà nó nói có lý ta. Đúng rồi. Lâu nay là mình toàn là nói là cục mịch hèn chi, bá lúc nào bà cũng cáo bà giận mình. Bữa nay nói ngọt bữa cho bà sợ. Trời ơi, bà mà thưởng thức được cái tô mì này bà sẽ nói sao ta? Em cảm ơn anh. Mình có chi, không có chi. Tình cảm ướt áp. Trời ơi. Ủa gì vậy? Ủa bà về nào vậy? Tôi biết ngay mà. Dụ vậy? Tôi nghe người ta nói là tôi biết ngay mà. Nghe nói sao? Đi từ đầu đường á là bà hai bà kêu lại bà nói rồi. Bà nói á là thấy ông ăn mặc bảnh bao lắm. Hả? À? Gặp con bé xíu bán tập quá. Trời ơi, cứ nghe tầm bậy tầm bạ. Anh thấy em nhỏ xíu anh thương mà. Ê nè, coi đi à, coi xong rồi ký chứ gì. Là sao? Ông muốn ly dị tôi nhanh cho gọn cho lẹ chứ gì. Trời ơi, ly dị đâu mà ly dị không biết nữa. Cứ mình cứ nói tầm bậy tầm bạ chưa gì hết rồi để bình tĩnh nghe nói nè. Chứ làm cái gì mà ngồi nói chuyện một mình mà tập tành nói chuyện một mình. Thực sự là mà bao nhiêu năm qua là
anh có lỗi với mình. Mấy chục năm nay luôn ha. Đúng rồi. Đúng rồi nữa ha. Được rồi, được rồi. Không phải như vậy cho ông vừa lòng. Không phải. Bảy. Cứu bồ. Hey, có chuyện gì vậy? Con ơi, con chứng kiến gì ba nè. Đòi ly dị. Đòi ly dị. Ly dị lại đòi ly dị. Đó, đó ông trả lời đi. Thì người ta ly dị là mày biết là tại sao mày hỏi vậy. Cái gì vậy? Nó làm tôi liễu à. Không phải. Cái này nè, thím mày hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Hả, nói là bao nhiêu năm nay á là có lỗi với thím. Thì bao nhiêu năm nay có lỗi là gì? Là phải có cái gì bên ngoài rồi mới thấy có lòng ấy nấy ngừng mới nói câu đó đúng không? Không phải, ba bồ nhí. Ê, trời, mày đốt nhà tao quýnh mày bây giờ, hèn gì vậy? Đó, nó đàn ông, nó cũng suy nghĩ như vậy đó chưa? Trời ơi, cái tụi trẻ này nó nói tầm bậy tầm bạ gì nè, để nói mình nghe, chưa gì hết à. Mấy chục năm nay tôi có lỗi với mình là có lỗi không ăn nói nhỏ nhẹ với mình, không quan tâm tới mình, để mình buồn, mình hay cáu giận. Đó, cho nên bữa nay tôi mới làm một cái bức thơ tình để cho mình đọc, mình thấy tình cảm của tôi trong đó. Tôi không có tin đâu. Cái này tầm bậy nó bậy nè. Cái chuyện này con xác nhận là đúng nha. Thấy chưa? Tại vì là hồi sớm là con qua đây con mượn tiền của chú. Sau đó để con mua quà con về con ham nóng tình cảm với vợ con. Đó, mà cho nên thiếu 200 cho nên là con vòng về đây để con mượn tiếp. Là sao? Là còn cái... À không, nhưng mà con có tư vấn cho chú về cái chuyện mà ham nóng tình cảm của chú với lại thím. Đó, nói bài. Đó, thơ tình tôi làm cho mình á, tuy là thơ con cóc, nhưng mà cũng chính tôi suy nghĩ ra. Nóng tập thím à. Bị điểm quyệt rồi. Tôi nghe sớm nói là tự nhiên ông đứng nói chuyện thân mật với con xíu. Tôi nóng nảy, tôi về, tôi tưởng ông thay lòng đổi dạ. Không phải, biết cái sở thích của mình là ăn ngon. Mà mình cũng sắp về trong thời gian ngắn quá, đâu có chế biến món nào vừa ý mình. Mới ra hỏi một xíu, bây giờ gấp gáp quá có món nào mà ngon không? Nó mới giới thiệu. Trời ơi, tôi ăn thử ăn. Ăn thử miếng đi. Dạ, chú ba ơi. Hả? Rồi hiểu rồi, cho mày mấy gói về cho vợ đúng không? Dạ không không, thật sự là cái câu chuyện nó sẽ là vậy nè chú. Rồi hiểu, chờ ta chút. Hả? Gì? Cho chú hiểu luôn hả? Chuyện gì? Thiện. Đó đây, chuyện gì đâu, nó bây giờ nó chỉ có xin mì thôi đúng không? Chỉ mượn 200 cho luôn. Dạ, chú hiểu ý con quá. Cảm ơn chú, cảm ơn thêm, chúc hai người hạnh phúc. Rồi. Tôi cũng xin lỗi mình. Bởi vì thời gian qua tôi cũng hay nói chuyện cọc cằn cau có với mình, rồi dễ nổi nóng nổi giận. Từ đây tôi rút kinh nghiệm nói chuyện nhẹ nhàng dịu dàng, bớt giận dữ. Cảm ơn mình. Thôi bây giờ hai vợ chồng mình ăn ha. Hai vợ chồng cùng ăn cho vui. Dạ tía ơi, thật sự là con biết là tía muốn tốt cho con. Với lại mà công việc hiện tại con đang làm á, nó cũng ổn định. Nhưng mà tại vì con cảm thấy là cái công việc đó nó lấy quá nhiều thời gian của con.